Một hành trình có mục đích. Hãy nắm được tối đa từ cuốn sách này. Còn hơn một cuốn sách, đây là một cẩm nang hướng dẫn cuộc hành trình thiêng liêng 40 ngày, vốn có thể giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất đời mình. Tôi sống ở đời này để làm gì? Đến cuối hành trình này, bạn sẽ biết mục đích của Thiên Chúa định cho đời bạn và sẽ hiểu đại thể bức tranh làm sao mọi mảnh của đời bạn lại trùng khớp nhau đến thế. Việc nắm bắt được viễn ảnh này sẽ giảm thiểu những căng thẳng của bạn, đơn giản hóa những quyết định của bạn, gia tăng sự toại nguyện của bạn và quan trọng hơn cả là chuẩn bị bạn bước vào cõi đời đời. Bốn mươi ngày sắp tới của bạn. Hiện nay cuộc sống trung bình kéo dài khoảng 25.550 ngày. Đó là khoảng thời gian bạn sống nếu bạn là một người bình thường. Bạn không nghĩ sẽ thật khôn ngoan khi chỉ dành 40 ngày để tìm xem những gì Thiên Chúa muốn bạn thực hiện trong quãng đời còn lại sao? Kinh Thánh cũng cho biết, với Thiên Chúa, 40 ngày là khoảng thời gian có một ý nghĩa linh thánh. Khi muốn chuẩn bị một người nào cho các mục tiêu của mình, Thiên Chúa thường dùng 40 ngày. Cuộc đời của Noê được biến đổi sau 40 ngày trời đổ mưa. Môi-se được biến đổi sau 40 ngày ở trên núi Sinai. Các thám tử quân được biến đổi sau 40 ngày trên đất hứa. David được biến đổi sau 40 ngày thách thức của Goliath. Elia được biến đổi khi Thiên Chúa cho ông 40 ngày sức mạnh từ chỉ một bữa ăn. Cả thành Ninive đã được biến đổi khi Thiên Chúa cho dân 40 ngày để hoán cải. Đức Giêsu đã được 40 ngày trong hoang địa ban sức mạnh. Các môn đệ đã được biến đổi sau 40 ngày ở với Đức Giêsu phục sinh. 40 ngày tới sẽ biến đổi cuộc đời của bạn. Cuốn sách này được chia thành 40 chương nhỏ. Tôi thiết tha van nài bạn hãy chỉ nghe mỗi ngày một chương để có thời gian suy nghĩ về những hàm ý của nó cho đời bạn. Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Một lý do khiến hầu hết sách vở không biến đổi được chúng ta, đó là chúng ta quá nôn nóng nghe chương kế tiếp. Chúng ta không biết dừng lại và dành thời gian để ngẫm nghĩ nghiêm túc những gì vừa nghe. Chúng ta lao vào chân lý kế tiếp mà chẳng suy tư gì vừa mới học qua. Đừng chỉ nghe sách này, hãy tương tác với nó, ghi lại những ý tưởng riêng của bạn, hãy làm cho nó thành của riêng bạn. Những cuốn sách đã giúp tôi nhiều nhất là những cuốn tôi đã phản ứng lại, chứ không chỉ nghe suông. Bốn nét đặc trưng giúp bạn. Cuối mỗi chương sẽ có một phần được gọi là nghĩ về mục đích đời tôi. Ở đó bạn sẽ thấy bốn điều. Một điểm để suy tư. Đây là cốt lõi chân lý tóm kết một nguyên tắc của một cuộc đời có đích hướng mà bạn có thể suy tư suốt cả ngày. Thánh Phaolô từng bảo Timôtê, anh hãy hiểu điều tôi nói, vì Chúa sẽ ban cho anh ơn thông hiểu mọi sự. Một câu kinh thánh để nhớ. Đây là câu kinh thánh dạy một chân lý từ chương sách ấy. Nếu bạn thật sự muốn cải thiện đời mình, thì việc tâm niệm những câu kinh thánh sẽ là thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể bắt đầu. Bạn có thể ghi những câu này trên những tấm thẻ nhỏ để mang theo mình, hoặc cuốn sổ tay kinh thánh. Một câu hỏi để nghiền ngẫm. Những câu hỏi này giúp bạn đào sâu hàm ý của điều vừa nghe và cách thức để áp dụng nó vào cuộc sống riêng của bạn. Tôi khuyến khích bạn nên viết những câu trả lời trong một cuốn sổ tay. Viết xuống những suy tư của mình là cách tốt nhất để làm sáng tỏ chúng. Trong phần phụ chương 1, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thảo luận. Tôi hết lòng khuyến khích bạn hãy cùng nghe cuốn sách này với một hay nhiều người bạn nữa trong 40 ngày sắp tới.
Một hành trình bao giờ cũng tốt đẹp hơn khi nó được chia sẻ. Với một bạn đồng hành hay với một nhóm nhỏ cùng nghe, bạn có thể thảo luận những gì đã nghe và cùng nhau đối chiếu các ý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ, sâu sắc hơn về mặt tâm linh. Sự phát triển tâm linh đích thực không bao giờ là một cuộc theo đuổi đơn độc, cá nhân. Sự trưởng thành thường được sản sinh qua mối tương giao và cộng đoàn. Cách tốt nhất để giải thích mục đích Thiên Chúa dành cho đời bạn là hãy để Kinh Thánh tự nó nói lên. Vì thế, trong sách này, Kinh Thánh sẽ được trích dẫn rộng rãi với hơn 1.000 câu khác nhau. Tôi hằng cầu nguyện cho bạn. Khi viết cuốn sách này, tôi hằng cầu nguyện để bạn cảm nghiệm được ý nghĩa tuyệt vời của niềm hy vọng, nghị lực và niềm vui đến từ việc khám phá những lý do mà Thiên Chúa đặt bạn trên hành tinh này để bạn thực hiện. Không gì tuyệt hảo hơn thế. Tôi vui mừng vì biết được những điều lớn lao sắp xảy đến với bạn. Chúng đã xảy ra cho tôi và tôi chẳng bao giờ còn như trước đây từ ngày tôi khám phá ra mục đích đời tôi. Vì biết được những lợi ích, tôi muốn thách thức bạn theo đuổi chặt chẽ hành trình thiêng liêng 40 ngày này. Đừng để mất một bài đọc của ngày nào. Cuộc sống của bạn đáng dành thời giờ để suy nghĩ về nó. Hãy sắp xếp thời biểu cho công việc này. Nếu bạn dấn thân vào đó, hãy ký vào bản cam kết. Việc bạn ký tên vào một bản cam kết như thế là một điều rất ý nghĩa. Nếu có một người đồng hành cùng nghe với bạn, hãy mời họ cùng ký tên. Nào, cùng nhau, chúng ta bắt đầu. Ngày thứ nhất, tất cả khởi sự với Thiên Chúa. Vì trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Nếu bạn không thừa nhận có một Thiên Chúa, thì vấn đề mục đích đời người sẽ vô nghĩa. Mục đích cuộc đời không quy về bạn. Mục đích đời bạn thì muôn phần cao cả hơn những gì mà cá nhân bạn thành đạt, hơn cả bình an nội tâm và hơn cả hạnh phúc của chính bạn. Mục đích đó muôn phần cao cả hơn gia đình, nghề nghiệp và cả những ước mơ hay những tham vọng cuồng si nhất của bạn. Nếu bạn muốn hiểu tại sao bạn được đặt trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Thiên Chúa. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Người và cho mục đích của Người. Cuộc tìm kiếm mục đích đời mình đã làm bao người bối rối qua hàng ngàn năm, bởi vì chúng ta chọn sai khởi điểm, bản thân chúng ta. Chúng ta đặt những câu hỏi tự quy về mình như: tôi muốn làm gì? Tôi phải làm gì với cuộc đời tôi? Đâu là mục tiêu của tôi? Đâu là tham vọng của tôi? Đâu là ước mơ của tôi? Đâu là tương lai của tôi? Thế mà, việc quy vào bản thân như thế sẽ không bao giờ hé mở cho chúng ta thấy được mục đích đời mình. Đang khi chính Thiên Chúa nắm trong tay hồn của mọi sinh vật, cũng như hơi thở của tất cả người phàm. Trái với những gì sách vở, phim ảnh và các khóa hội thảo khá phổ biến nói với bạn, bạn sẽ không bao giờ khám phá được ý nghĩa đời mình bằng việc mãi nhìn vào bên trong bản thân. Hình như bạn đã cố thử nhiều lần, bạn không tự tạo được bản thân, nên không cách nào bạn có thể biết được mình được tạo dựng cho mục đích nào. Nếu tôi trao vào tay bạn một phát minh mà bạn chưa bao giờ thấy, bạn sẽ không biết mục đích của nó. Và ngay điều phát minh, tự nó cũng không nói được điều đó cho bạn. Chỉ có người phát minh hoặc cuốn sách chỉ dẫn người ấy mới cho bạn biết mục đích của phát minh đó. Lần kia bị lạc trong núi, tôi dừng lại để hỏi đường về trại. Người ta bảo tôi: ông không thể đến đó từ đây, ông phải khởi hành từ phía bên kia núi. Tương tự như thế,
bạn không thể hiểu được mục đích đời bạn bằng cách mãi nhìn vào bản thân. Bạn phải bắt đầu với Thiên Chúa, đấng tạo thành bạn. Bạn hiện hữu chỉ vì người muốn bạn hiện hữu. Bạn được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Và cho đến khi bạn hiểu được điều đó, cuộc sống sẽ không bao giờ có ý nghĩa. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới khám phá ra nguồn gốc, căn tính, ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng và định mệnh của chính mình. Mọi nẻo đường khác chỉ dẫn đến ngõ cụt. Nhiều người tìm cách dùng Thiên Chúa cho mưu cầu riêng của mình, nhưng điều đó đảo lộn tự nhiên và tất nhiên dẫn đến thất bại. Bạn được tạo dựng cho Thiên Chúa, không thể ngược lại. Và đời sống của bạn là để Thiên Chúa sử dụng cho những mục đích của người. Bạn không thể sử dụng Thiên Chúa cho mục đích riêng của mình. Thánh Phaolô nói, hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Tôi đã từng đọc nhiều sách với những phương cách đề nghị nhằm khám phá mục đích đời tôi. Tất cả có thể được xếp thành loại sách tự học làm người, vì chúng tiếp cận vấn đề này từ quan điểm cái tôi là trung tâm. Sách tự học làm người, kể cả những sách Kitô giáo, thường cống hiến những bước có sẵn giống nhau giúp bạn tìm ra mục đích đời người, như hãy quan tâm đến những ước mơ, hãy nhận chân các giá trị của bạn, hãy đặt ra các mục tiêu, đâu là sở trường của bạn, hãy vươn cao hơn, hãy thực hiện điều đó, hãy có tinh thần kỷ luật, hãy tin bạn sẽ đạt được các mục tiêu. Bạn còn cần đến những người khác, không bao giờ bỏ cuộc. Dĩ nhiên, những lời khuyên này thường dẫn đến những thành công lớn. Thường thì bạn có thể đạt được một mục tiêu nếu đặt tâm trí vào đó. Nhưng để thành công và thỏa mãn trong việc tìm biết mục đích đời bạn thì không hoàn toàn như thế. Bạn có thể đạt được tất cả mục tiêu cá nhân, thành công rực rỡ theo cách nhìn của người đời, nhưng bạn vẫn mù tịt về những mục đích mà vì chúng Thiên Chúa đã cất công tạo dựng bạn. Ngoài những lời khuyên học làm người, bạn còn cần đến nhiều điều khác nữa. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Đây không phải là cuốn sách học làm người, cũng không phải là cuốn sách giúp bạn chọn đúng nghề nghiệp, hoàn thành những ước mơ hay hoạch định đời mình. Nó cũng không giúp nhồi nhét bao hoạt động khác vào một thời biểu vốn đã quá tải nơi bạn. Thực ra, nó giúp bạn làm đích lại bằng cách tập trung vào những gì thiết yếu nhất. Cuốn sách này đề cập việc bạn phải trở nên điều mà Thiên Chúa đang chờ đợi khi người tạo dựng bạn. Vậy thì làm thế nào bạn có thể khám phá mục đích mà vì nó bạn được tạo thành? Bạn chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là suy đoán. Phần lớn nhiều người đã chọn cách này. Họ phỏng đoán, họ suy luận, họ lý thuyết hóa. Khi người ta nói, tôi luôn luôn nghĩ cuộc sống là... nghĩa là, đây là điều tôi phỏng đoán đúng nhất. Qua hàng ngàn năm, bao triết gia sáng giá đã tranh luận và phỏng đoán về ý nghĩa cuộc đời. Triết lý là một môn quan trọng và có nhiều ứng dụng. Nhưng khi phải xác định ý nghĩa cuộc đời, thì ngay cả những triết gia thông thái nhất cũng chỉ suy đoán. Tiến sĩ Hurt Moorhead, một giáo sư triết học tại Đại học Northeastern, Illinois, đã từng viết thư cho 250 triết gia, khoa học gia, văn sĩ và những người thông thái trên thế giới để hỏi họ đâu là ý nghĩa cuộc đời. Rồi ông phát hành các câu trả lời của họ trong một cuốn sách. Một vài vị đưa ra những phỏng đoán hay nhất của mình. Một số khác thừa nhận rằng họ chỉ mới nghĩ đến nó, và số khác thành thật hơn khi nói rằng họ không có khả năng trả lời. Thực tế, một số nhà thông thái nổi tiếng đã yêu cầu chính giáo sư Moorhead cho biết
Vậy thì liệu giáo sư có câu trả lời cho câu hỏi đó chưa? May thay, để biết ý nghĩa cuộc đời, còn có một chọn lựa khác thay cho việc suy đoán. Đó chính là kho tàng mặc khải. Chúng ta hãy tìm đến với những gì Thiên Chúa đã mặc khải trong chính lời của Người. Phương cách dễ dàng nhất để khám phá mục đích của một phát minh là hỏi chính Người đã phát minh nó. Việc khám phá mục đích đời bạn cũng vậy. Hãy hỏi Thiên Chúa. Thiên Chúa không để chúng ta dò dẫm và phỏng đoán mơ hồ trong tâm tối. Rõ ràng, Người đã mặc khải năm mục đích cuộc đời chúng ta ngang qua Kinh Thánh. Đó là cuốn Cẩm Nang của Chủ Nhân, cắt nghĩa tại sao chúng ta sống, phải sống làm sao, điều gì phải tránh, điều gì được ngưỡng vọng trong tương lai. Cẩm Nang này cắt nghĩa tất cả những gì mà sách học làm người hay sách triết lý không giải thích được. Thánh Phaolô nói: "Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật. Lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Nhưng như đã chép, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người." Thiên Chúa không chỉ là khởi điểm, nhưng Người còn là cội nguồn của cuộc đời bạn. Để khám phá mục đích đời mình, bạn phải nại đến lời của Thiên Chúa, chứ không nại đến khôn ngoan của người đời. Bạn phải xây dựng đời mình trên những chân lý vĩnh cửu, chứ không phải trên những triết lý phổ cập, trên những động lực thành công hay trên những mẩu chuyện diệu cảm. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta ba nhận thức về mục đích cuộc đời. Thứ nhất, bạn sẽ khám phá ra căn tính và mục đích đời mình ngang qua mối tương giao với Đức Giêsu Kitô. Nếu bạn chưa có, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu để có được mối tương giao đó. Thứ hai, Thiên Chúa đã nghĩ đến bạn từ lâu trước khi bạn nghĩ đến Người. Mục đích Người dành cho đời bạn đã có trước khi bạn được hoài thai. Người hoạch định điều đó trước khi bạn hiện hữu mà không cần hỏi bạn. Bạn có thể chọn cho mình một nghề nghiệp, một người bạn đời, những sở thích và bao nhiêu chuyện khác, nhưng bạn không thể lựa chọn mục đích đời mình. Thứ ba, mục đích đời bạn phù hợp với mục đích của cả vũ trụ lớn lao mà Thiên Chúa đã hoạch định cho đời đời. Đó là những gì mà cuốn sách này sẽ nói đến. Andrei Bitov, một tiểu thuyết gia người Nga, lớn lên trong môi trường của những người không biết Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã cho ông gặp được Người vào một ngày buồn thảm. Ông nhớ lại, năm 27 tuổi, khi đang ngồi trên tàu điện ngầm thành phố Leningrad, nay là St. Petersburg, tôi đã trải qua một cơn tuyệt vọng khôn cùng, đến nỗi dường như cuộc đời tôi đã thình lình chấm dứt. Tương lai thì trống rỗng, chứ đừng nói tới ý nghĩa. Bỗng nhiên, sau tất cả những xúc cảm đó, một ý tưởng xuất hiện. Không có Thiên Chúa, đời thật vô nghĩa. Lặp đi lặp lại câu nói đó trong kinh ngạc. Tôi hình dung ý tưởng đó như chiếc thang cuốn của nhà ga mà tôi đã nhảy lên để ra khỏi tàu điện và bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Có thể là bạn đã từng cảm thấy tăm tối về mục đích của bạn trong cuộc đời. Chúc mừng bạn, bạn sắp bước ra với ánh sáng. Ngày thứ nhất, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: mục đích cuộc đời không quy về bạn. Câu Kinh Thánh để nhớ: trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Câu hỏi để nghiền ngẫm: dẫu mọi thứ quảng cáo đang vây quanh,
làm sao tôi có thể tự nhủ, sống thực sự là sống cho Chúa, chứ không phải sống cho tôi. Ngày thứ hai, không phải tình cờ mà bạn hiện hữu. Đức Chúa đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. Thiên Chúa không đổ nhất lục. Không phải tình cờ mà bạn hiện hữu. Bạn chào đời không do một nhầm lẫn, một rủi ro, và sự sống của bạn không phải là may rủi của thiên nhiên. Có thể cha mẹ bạn không tiên liệu việc bạn ra đời, nhưng với Thiên Chúa thì có đấy. Người không ngạc nhiên chút nào việc bạn chào đời. Thật ra, người trông đợi điều đó. Trước khi bạn được đầu thai trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã cưu mang bạn trong tâm trí người. Người là người đầu tiên nghĩ đến bạn. Không phải định mệnh, là tình cờ, là may mắn, cũng chẳng là ngẫu nhiên, mà ngay lúc này bạn đang hít thở. Bạn đang sống vì Thiên Chúa đã muốn tạo thành bạn. Việc Chúa làm cho con, người sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thiên Chúa đã vạch vẽ từng chi tiết cho thân thể bạn. Người cân nhắc chọn lựa cho bạn một sắc tộc, một màu da, một màu tóc và bao nhiêu nét đặc trưng khác nơi bạn. Người tạo hình bạn theo ý người muốn. Người cũng xác định những tài năng bẩm sinh và tính độc đáo nơi con người của bạn. Xương cốt con, người không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Vì rằng Thiên Chúa có lý do khi tạo dựng bạn, nên người cũng đã định liệu thời điểm bạn sinh ra và thời hạn bạn sẽ sống. Người hoạch định ngày đời của bạn, chọn chính xác giờ sinh, giờ tử. Con mới là bào thai mắt người đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách người, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Thiên Chúa cũng định sẵn nơi bạn được sinh ra, cả nơi bạn sẽ sống cho mục đích của người. Sắc tộc, quốc tịch của bạn không là ngẫu nhiên. Người không để một chi tiết nào tình cờ xảy ra. Người hoạch định mọi điều đó cho mục đích của người. Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể nhân loại để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Không gì trong cuộc đời bạn là ngẫu nhiên, tất cả đều có mục đích. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Thiên Chúa đã quyết định bạn được sinh ra làm sao. Bất luận trong hoàn cảnh nào bạn được sinh ra hay cha mẹ bạn là ai, Thiên Chúa cũng đã có kế hoạch khi tạo dựng bạn. Không cần biết cha mẹ bạn tốt xấu hay lạnh lùng, Thiên Chúa chỉ biết hai người này có đủ yếu tố chính xác trong việc tạo gen để đáp ứng yêu cầu của người là chính bạn theo ý nghĩ của người. Cha mẹ bạn có đúng loại ADN mà Thiên Chúa cần để tạo nên bạn. Cho dù có những người cha, người mẹ bất hợp pháp, nhưng không hề có những đứa con bất hợp pháp. Có nhiều trẻ em chào đời ngoài dự kiến của cha mẹ, nhưng không trẻ nào lại không có dự liệu của Thiên Chúa. Mục đích của Thiên Chúa đã tính trước lầm lỡ của con người, ngay cả tội lỗi. Thiên Chúa không bao giờ làm một cái gì cách ngẫu hứng, cũng không bao giờ mắc phải sai lầm. Người có lý do cho mọi sự người đã dựng nên. Mỗi cây xanh, mỗi con vật đều được người hoạch định, và mỗi con người lại được người tạo dáng, vẽ kiểu với một mục đích riêng. Động lực thúc bách Thiên Chúa tạo dựng bạn chính là tình yêu của người. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện nhờ tình thương của người. Thiên Chúa nghĩ đến bạn trước cả khi người tạo dựng thế giới. Thực ra, đó là lý do người tạo thành nó.
người thiết kế môi trường hành tinh này chỉ để chúng ta sống trong đó. Chúng ta là điểm hội tụ của tình yêu người, cũng là điều quý giá nhất trong tất cả tạo vật của người. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Người yêu thương và quý trọng bạn biết bao. Thiên Chúa không tùy tiện, người tạo dựng tất cả cách chính xác. Càng nghiên cứu, các nhà vật lý, các nhà sinh học và các khoa học gia khác càng giúp chúng ta hiểu rõ hơn làm sao vũ trụ lại phù hợp một cách độc đáo cho sự hiện hữu của con người đến thế, với những đặc điểm chính xác được tính trước để con người có thể sống trên đó. Tiến sĩ Michael Denton, chuyên gia nghiên cứu di truyền học phân tử con người tại Đại học Otago, New Zealand kết luận: mọi bằng chứng hiện có trong các ngành sinh học đều ủng hộ cho điều cốt lõi này. Vũ trụ là một toàn thể được thiết kế đặc biệt thích hợp cho sự sống và con người. Như thể đây là mục đích và mục tiêu nền tảng của nó. Một toàn thể mà mọi khía cạnh của thực tại có được ý nghĩa và câu giải đáp dựa trên sự kiện trung tâm này. Kinh Thánh cũng đã nói những điều tương tự cả ngàn năm trước. Thiên Chúa đã tạo thành trái đất. Người không tạo dựng cho nó thành hoang vu, nhưng cấu tạo cho muôn loài cư ngụ. Tại sao Thiên Chúa đã làm tất cả những điều đó? Tại sao người lại dây mình vào những rắc rối khi tạo dựng vũ trụ cho chúng ta? Bởi vì người là Thiên Chúa của tình yêu. Một tình yêu không thể dò thấu, nhưng thật đáng tin. Bạn được tạo dựng như một đối tượng đặc biệt của tình yêu người. Người tạo dựng bạn để người có thể yêu bạn. Đây là chân lý để bạn dựng xây đời mình. Kinh Thánh nói, Thiên Chúa là tình yêu, chứ không nói Thiên Chúa có tình yêu. Người chính là tình yêu. Tình yêu là bản tính của người. Một tình yêu trọn hảo trong tương quan bằng hữu của ba ngôi. Vì thế, Thiên Chúa không nhất thiết cần phải tạo dựng bạn. Người không lẻ loi đơn độc, nhưng người muốn tạo dựng bạn chỉ để biểu lộ tình yêu của người. Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời, cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác. Trước sau gì, ta vẫn là ta. Cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Nếu không có Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những ngẫu nhiên và kết quả tình cờ tùy tiện trong vũ trụ. Bạn hãy gấp sách và đừng đọc nữa, nếu như cuộc sống không có mục đích cũng chẳng có ý nghĩa. Sẽ không có chuyện đúng hay sai, và cũng thật vô vọng sau những năm tháng ngắn ngủi của bạn trên mặt đất này. Thế nhưng Thiên Chúa lại có đó. Người tạo dựng bạn cho một mục đích, và cuộc sống bạn lại có một ý nghĩa sâu xa. Chúng ta chỉ khám phá ra ý nghĩa và mục đích đó khi nhận Thiên Chúa làm điểm quy chiếu đời mình. Cách đúng đắn duy nhất để chúng ta hiểu biết chính mình là nhờ biết được Thiên Chúa là ai và người đã làm gì cho chúng ta. Những vần thơ của Russell Kaffer đã tóm tắt điều đó. Bạn là bạn bởi có một nguyên do, là thành phần một chương trình tỉ mỉ, là thiết kế quý hiếm và hoàn bị, là con trai con gái đặc biệt của Chúa Trời. Trông vẻ bạn đang đi tìm nguyên do, nhưng Chúa Trời nào bao giờ nhầm lẫn. Dệt đan bạn ngay từ lòng thân mẫu. Bạn là người mà người muốn tạo thành. Người chọn cho bạn bậc sinh thành. Bạn nghĩ sao cũng chẳng hề gì. Đơn đặt hàng theo như thiên ý, mang dấu triện son của chủ nhân. Vết thương bạn dễ gì cứu chữa. Ngài bật khóc khi bạn phải tổn thương. Chúng được phép nắn đúc
tận tâm hồn, cho bạn lớn lên giống người hơn nữa. Bạn là bạn bởi có một nguyên do. Chủ vung roi, bạn được tạo thành. Bạn là bạn hỡi người bạn yêu dấu, vì một lẽ trên cao có Chúa Trời. Ngày thứ hai, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: không phải tình cờ mà tôi hiện hữu. Câu kinh thánh để nhớ: Đức Chúa đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. Câu hỏi để nghiền ngẫm: biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng tôi cách độc đáo, vậy tôi có chấp nhận tính cách của tôi, kiến thức của tôi và ngoại hình của tôi không? Để chấp nhận, tôi đang chiến đấu ở lĩnh vực nào nhất? Ngày thứ ba, điều gì đang định hướng cuộc đời bạn? Tôi nhận thấy rằng trong công việc, con người chấp nhận mọi gian khổ và vận dụng hết tài năng chỉ vì muốn ganh đua với nhau. Nhưng việc đó cũng chỉ là phù vân, là công dã tràng xe cát. Con người sống không có mục đích, tựa con tàu không bánh lái, vất vưởng không ra vật, cũng chẳng ra người. Cuộc đời mỗi người được định hướng bởi một điều gì đó. Phần lớn các từ điển định nghĩa động từ drive là hướng dẫn, lái xe, kiểm soát hay định hướng. Hoặc là bạn đang lái một chiếc xe, đóng một chiếc đinh hay đánh một trái banh gôn. Ấy là bạn đang hướng dẫn, kiểm soát và định hướng cho nó vào lúc đó. Vậy thì trong cuộc sống của bạn, động lực nào đang hướng định đời bạn? Ngay lúc này, có lẽ bạn đang bị định hướng bởi một vấn đề, một sức ép hay một thời hạn nào đó. Có thể bạn đang bị định hướng bởi một ký ức đau xót, một nỗi sợ đang ám ảnh hay một niềm tin vô thức. Có thể có đến hàng trăm hoàn cảnh, giá trị và cảm xúc đang giằng co cuộc sống của bạn. Ở đây có 5 điều thường gặp nhất. Nhiều người bị hướng định bởi mặc cảm tội lỗi. Họ phí cả cuộc đời để chạy trốn những tiếc xót và che giấu những hổ thẹn. Những người thuộc nhóm này bị hành hạ bởi ký ức. Họ để quá khứ điều khiển tương lai. Một cách vô thức, họ thường trừng phạt chính mình bằng cách phá hỏng những thành công riêng của mình. Khi Ca-in phạm tội, tội của y đã lôi y ra khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa phán: người phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Điều đó mô tả hầu hết con người thời nay, lang thang trong cuộc sống mà không có mục đích. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ chính mình, nhưng chúng ta không phải là tù nhân của nó. Mục đích của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi quá khứ của bạn. Người biến một kẻ giết người có tên Môi-sen thành một nhà lãnh đạo, biến một kẻ hèn nhát có tên Gideon thành một anh hùng dũng cảm. Và người cũng có thể làm bao điều kỳ diệu với những ngày còn lại của đời bạn. Thiên Chúa thành thạo trong việc cho con người làm lại một khởi đầu tươi mới. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Nhiều người bị hướng định bởi oán hờn và giận dữ. Họ giữ chặt những thương tổn và không bao giờ vượt qua chúng. Thay vì làm nhẹ nỗi đau bằng việc tha thứ, họ cứ nhai đi nhai lại nó trong tâm hồn. Một số người thuộc loại này trở nên câm nín và sống trong uất ức, đang khi những người khác thì nổ tung và trút xuống không thương xót trên người khác. Cả hai phản ứng này đều không lành mạnh và chẳng giúp ích gì. Sự giận dữ luôn gây thương tích cho bạn hơn là cho người mà bạn oán hờn. Đang khi người xúc phạm bạn có lẽ đã quên điều ấy và sống nhẫn nhơ đâu đó, thì bạn lại tiếp tục ấp ủ nỗi đau và mãi kéo dài quá khứ của mình. Bạn hãy nghe, những người gây thương tích cho bạn trong quá khứ
không thể tiếp tục đả thương bạn ngay lúc này, trừ phi bạn cứ ôm ấp nỗi đau qua sự giận dữ. Quá khứ của bạn là những gì đã qua, không gì có thể thay đổi nó. Chính bạn đang tự gây thương tích cho mình với đắng cay. Để cứu lấy mình, bạn hãy học biết nó và để nó ra đi. Quả vậy, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong. Nhiều người bị hướng định bởi sợ hãi. Những nỗi sợ hãi của họ có thể là hậu quả của một kinh nghiệm thương đau, những kỳ vọng phi thực, lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc hoặc ngay cả do bẩm sinh di truyền. Bỏ qua nguyên nhân này, người bị sợ hãi hướng định thường đánh mất bao cơ hội quý báu bởi họ sợ thất bại. Thay vào đó, họ thỏa hiệp với nó cách an toàn, tránh mạo hiểm và tìm cách giữ nguyên hiện trạng. Sợ hãi chính là nhà tù tự tạo, vốn không cho bạn trở nên con người Thiên Chúa muốn bạn trở thành. Bạn phải thoát khỏi nó bằng khí giới của đức tin và tình yêu. Kinh Thánh nói, tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Nhiều người bị hướng định bởi chủ nghĩa duy vật. Khát vọng chiếm hữu trở nên toàn bộ mục tiêu đời họ. Động lực này thôi thúc họ luôn muốn có nhiều hơn, dựa trên quan niệm lệch lạc là có nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn, quan trọng hơn, an toàn hơn. Nhưng cả ba ý tưởng ấy đều không đúng. Của cải chỉ mang lại một thứ hạnh phúc tạm bợ. Bởi lẽ, vật thì không thay đổi, và hiển nhiên chúng ta sẽ chán ngấy, để rồi mong muốn những mẫu mã mới hơn, lớn hơn và tốt hơn. Cũng là lầm tưởng khi cho rằng nếu tôi có nhiều hơn, tôi sẽ quan trọng hơn. Giá trị của bản thân và giá trị của tài sản không giống nhau. Giá trị của bạn không được xác định bởi những thứ quý giá bạn có. Và Thiên Chúa nói, những thứ có giá nhất ở đời này không phải là vật chất. Một lầm tưởng phổ biến nhất về tiền bạc là càng có nhiều, tôi càng được an toàn. Không phải thế. Tài sản có thể bị tiêu tan trong giây lát bởi bao yếu tố ngoài tầm tay bạn. An toàn đích thực chỉ có thể được tìm thấy ở nơi mà nó không bao giờ bị tước mất khỏi bạn. Đó là mối tương giao giữa bạn với Thiên Chúa. Nhiều người bị định hướng bởi nhu cầu được người khác chấp nhận. Họ để những hoài bão của mẹ cha, vợ chồng, thầy cô và bạn bè điều khiển đời họ. Nhiều người trưởng thành vẫn tìm kiếm sự tán thành của những người cha, người mẹ không mấy dễ chịu của họ. Số khác thì bị hướng định bởi áp lực của bạn bè, nên luôn lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ về mình. Thật không may, những kẻ chạy theo đám đông thường đánh mất mình trong đó. Tôi không biết tất cả mọi chìa khóa dẫn đến thành công, nhưng một trong những chìa khóa dẫn đến thất bại là tìm cách làm vui lòng mọi người. Bị điều khiển bởi ý kiến của người khác là dấu hiệu bảo đảm cho thấy bạn đang làm hỏng những mục đích của Thiên Chúa dành cho đời bạn. Đức Giê-xu nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Có thể còn có những động lực khác hướng định đời bạn, nhưng tất cả đều dẫn đến bế tắc. Nội lực bị lãng phí, căng thẳng không cần thiết và một cuộc sống không tràn đầy. Hành trình 40 ngày này sẽ chỉ cho bạn làm cách nào để sống một cuộc sống định hướng có mục đích, một cuộc sống được dìu dắt, điều khiển và được hướng định bởi những mục đích của Thiên Chúa. Không gì đáng giá hơn việc biết được những mục đích người dành cho đời bạn, và không biết chúng thì không gì có thể bù đắp được, dầu là hạnh phúc, dầu là của cải, dầu là nổi danh hay lạc thú. Không mục đích
cuộc sống chỉ là một chuyển động vô nghĩa, một hoạt động vô phương, một chuỗi sự kiện vô lý. Không mục đích, cuộc sống thật là vô tích sự, ti tiện và vô dụng. Những lợi ích của một đời sống có định hướng. Năm lợi ích lớn lao của một đời sống có định hướng. Biết mục đích đem ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Chúng ta được tạo dựng để có một ý nghĩa. Đó là lý do tại sao nhiều người thử khám phá mục đích đời họ bằng những phương pháp khả nghi như tử vi bói toán. Khi cuộc sống có ý nghĩa, bạn có thể gánh vác hầu như tất cả mọi chuyện. Không có ý nghĩa thì không gì đáng để gánh vác. Một thanh niên ở tuổi 20 viết: "Tôi cảm thấy đời tôi như đang bỏ đi, vì tôi đang phấn đấu để trở thành một điều gì đó. Và thậm chí tôi cũng không biết đó là điều gì. Những gì tôi biết là sống lây lất qua ngày. Ngày nào đó, nếu khám phá được mục đích đời tôi sẽ cảm thấy mình bắt đầu sống." Không có Thiên Chúa, cuộc sống không có mục đích. Không mục đích, đời thật vô nghĩa. Mà nếu là vô nghĩa thì cuộc đời chẳng đáng là gì và thật vô vọng. Trong Kinh Thánh, biết bao người đã tỏ bày nỗi tuyệt vọng này. Isaiah than trách: "Phần tôi đã nói, tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì." Job nói: "Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Và con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở." Thảm họa lớn nhất không phải là cái chết, nhưng đó là một cuộc sống không có mục đích. Niềm hy vọng cấp thiết cho đời sống như không khí và nước. Bạn cần có hy vọng để đương đầu. Bác sĩ Bernie Siegel nhận xét: "Ông có thể đoán được bệnh nhân ung thư nào sẽ thuyên giảm bằng cách hỏi họ: bạn có muốn sống đến 100 tuổi hay không?" Những ai cảm nhận sâu xa mục đích cuộc sống thì trả lời muốn, và hầu như họ đã sống sót. Hy vọng đến từ việc sống có mục đích. Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, đừng vội bỏ cuộc, vì những thay đổi kỳ diệu sắp xảy đến với bạn khi bạn bắt đầu sống một cuộc sống có mục đích. Thiên Chúa nói: "Vì chính ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, sấm ngôn của Đức Chúa, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng." Có thể bạn cảm thấy mình đang đương đầu với một hoàn cảnh không thể vượt qua, nhưng Thánh Phaolô nói: "Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều ta dám cầu xin hay nghĩ tới." Biết mục đích sẽ làm cho cuộc sống bạn trở nên đơn giản. Nhờ biết mục đích, bạn biết những gì nên làm và những gì không nên làm. Mục đích trở thành tiêu chuẩn để bạn lượng giá việc nào chính yếu, việc nào phụ tùy. Cách đơn giản, bạn hãy tự hỏi: công việc này có giúp tôi hoàn thành mục đích Thiên Chúa dành cho đời tôi không? Với một mục đích không rõ ràng, bạn sẽ không có nền tảng để thiết lập những quyết định, phân phối thời giờ và sử dụng nguồn năng lượng của mình. Bạn sẽ dễ dàng quyết định tùy hoàn cảnh, áp lực và tâm trạng lúc ấy. Ai không biết mục đích của mình sẽ cố làm thật nhiều, và điều đó dẫn đến ức chế, mệt mỏi và xung đột. Bạn không thể làm mọi chuyện để vừa lòng mọi người. Bạn chỉ có đủ thời giờ để làm điều Chúa muốn. Làm mãi không xong nghĩa là bạn đang cố làm nhiều hơn những gì Chúa muốn, hoặc cũng có thể là bạn đang xem tivi nhiều. Một đời sống có đích hướng sẽ dẫn đến một phong cách sống đơn giản với lịch làm việc lành mạnh hơn. Sách Châm Ngôn nói: "Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo."
đời sống ấy cũng đem lại bình an nội tâm. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Biết mục đích sẽ giúp bạn tập trung đời mình. Nhờ biết mục đích, bạn sẽ tập trung nỗ lực và sức lực vào những việc quan trọng. Công việc bạn làm sẽ rất hiệu quả vì bạn biết chọn lọc. Theo bản tính tự nhiên, người ta thường mất tập trung vì những chuyện vụn vặt. Chúng ta chơi trò đuổi bắt tầm phào bằng cả cuộc sống. Henry David Thoreau đã nhận xét sâu sắc, đó là sống một cuộc sống tuyệt vọng âm thầm, mà ngày nay được mỹ từ hóa là tiêu khiển vô định. Nhiều người tự hồ những con quay hồi chuyển, quay điên cuồng nhưng không dẫn tới đâu. Không có mục đích rõ ràng, bạn sẽ liên tục thay đổi phương hướng, công việc, các mối tình thân, nhà thờ và bao nhiêu chuyện bên ngoài khác, với hy vọng mỗi lần đổi thay sẽ giúp bạn ổn định hơn, đồng thời lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn. Bạn nghĩ, có lẽ lần này mọi chuyện sẽ khác, nhưng thật ra nó vẫn không giải quyết được vấn đề thực của bạn. Đó là thiếu tập trung, thiếu mục đích. Thánh Phaolô nói, vì thế anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Sức mạnh của việc tập trung có thể thấy ở ánh sáng. Ánh sáng khuếch tán thì ít năng lượng và ít sức tác động, nhưng bạn có thể tập trung năng lượng của ánh sáng bằng cách hội tụ nó lại. Với một kính lúp, những tia nắng mặt trời có thể hội tụ để đốt cháy một đám cỏ hay một tờ giấy. Khi ánh sáng được tập trung nhiều hơn, chẳng hạn một tia laser, nó có thể cắt thủng thép. Không gì mạnh mẽ bằng một đời sống tập trung có mục đích rõ rệt. Những con người, nam cũng như nữ, đã làm thay đổi lịch sử là những con người có một đời sống tập trung cao độ. Chẳng hạn, Thánh Tông đồ Phaolô hầu như đơn thương độc mã, Ngài đã rao giảng Kitô giáo xuyên suốt đế chế Roma. Bí quyết của Ngài là một đời sống được tập trung. Ngài nói, tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Nếu bạn muốn cuộc sống có sức tác động, hãy tập trung nó. Đừng làm gì nửa vời, cũng đừng ôm đồm thái quá, và hãy làm ít lại. Hãy loại bớt ngay cả những việc tốt và chỉ làm những gì quan trọng nhất. Đừng bao giờ nhầm lẫn công việc với hiệu năng công việc. Bạn có thể rất bận rộn mà không có mục đích, nhưng rồi để làm gì? Thánh Phaolô nói, tôi chạy thẳng tới đích để kiếm được phần thưởng Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Giêsu Kitô. Biết mục đích đem lại cho bạn sự hăng hái. Mục đích luôn tạo hăng say. Không gì đem lại nghị lực cho bằng một mục đích sáng tỏ. Ngược lại, nhiệt huyết biến tan khi bạn thiếu mục đích. Chỉ việc ra khỏi giường cũng trở nên nặng nề. Thông thường, chính những việc vô tích sự, chứ không phải vì quá nhiều công việc, khiến cho chúng ta nhục chí, kiệt sức và mất đi niềm vui. George Bernasso viết, niềm vui đích thực của cuộc sống là đây. Dấn thân quên mình vì mục đích mà bạn coi là cao cả nhất, là sức mạnh tự nhiên thay vì bồn chồn, ích kỷ, nhu nhược và bất bình khi nghĩ rằng thế giới chẳng đem chút hạnh phúc nào cho bạn. Biết mục đích chuẩn bị bạn cho cõi đời đời. Nhiều người suốt đời cố tạo nên một tài sản lâu bền như thế. Họ muốn được nhớ đến khi đã qua đời. Thế mà, điều tối hậu không phải là những gì người ta nói, nhưng là những gì Thiên Chúa nói về bạn. Điều mà người ta không nhận ra là mọi thành quả đều qua đi, mọi kỷ lục đều bị phá, mọi danh tiếng đều phai mờ và mọi cống hiến đều bị lãng quên. Mục tiêu của James Dobson là trở thành nhà vô địch quần vợt của trường. Anh tự hào khi thấy chiếc cúp của mình được đặt nổi bật tại phòng trưng bày.
Nhiều năm sau, ai đó đã gửi cho anh chiếc cúp ấy qua đường bưu điện. Người ta thấy nó trong một thùng rác khi nhà trường được sửa sang. Jim nói, cho đến một ngày nào đó, mọi chiến tích của bạn đều sẽ được ném vào sọt rác bởi một ai đó. Dựng một gia sản như thế chỉ là một mục tiêu thiển cận. Người khôn ngoan hơn sẽ dùng thời giờ để gây dựng một gia sản đời đời. Bạn không được đặt trên trái đất để được tưởng nhớ. Bạn được tạo dựng để chuẩn bị cho cõi đời đời. Ngày kia, bạn sẽ đứng trước Thiên Chúa. Người sẽ xét xem cuộc đời bạn. Một cuộc hạch hỏi cuối cùng trước khi bạn bước vào cõi đời đời. Kinh Thánh nói, quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt người. May thay, Thiên Chúa muốn chúng ta vượt qua cuộc thi này. Vì thế, người đã cho câu hỏi trước. Từ Kinh Thánh, chúng ta có thể đoán trước hai câu hỏi then chốt mà Thiên Chúa sẽ đặt ra. Trước hết, con đã làm gì với Đức Giêsu Kitô, con của ta? Người không hỏi bối cảnh tôn giáo hay quan điểm tín lý của bạn. Điều duy nhất quan trọng sẽ là bạn có chấp nhận những gì Đức Giêsu đã làm cho bạn và bạn có học biết yêu mến và tin cậy Ngài không? Đức Giêsu nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thứ hai, con đã làm gì với những gì ta đã ban cho con? Bạn đã làm gì với cuộc đời bạn? Tất cả mọi quà tặng, tài năng, cơ hội, nghị lực, các mối tương quan và các nguồn lực Thiên Chúa đã ban cho bạn. Bạn đã dùng chúng cho riêng mình hay đã sử dụng chúng cho những mục đích người dành cho bạn? Chuẩn bị hai câu hỏi đó cho bạn chính là mục đích của cuốn sách này. Câu hỏi thứ nhất sẽ xác định bạn sẽ sống đời đời ở đâu. Câu hỏi thứ hai xác định bạn sẽ làm gì trong cõi đời đời. Cuối cuốn sách này, bạn sẵn sàng để trả lời hai câu hỏi đó. Ngày thứ ba, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư. Sống có mục đích là đường dẫn đến bình an. Câu Kinh Thánh để nhớ. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Câu hỏi để nghiền ngẫm. Có phải những gì gia đình và bè bạn tôi nói là động lực hướng định đời tôi? Tôi muốn điều đó sẽ là gì? Ngày thứ tư, được tạo dựng cho cõi đời đời. Thiên Chúa đã trồng vĩnh cửu trong trái tim con người. Hẳn Thiên Chúa đã không tạo dựng một hữu thể như con người để hiện hữu chỉ trong một ngày. Không không, con người được tạo dựng cho bất tử. Cuộc sống này không phải là tất cả. Cuộc sống trần gian chỉ là sự tập dượt trước cho một tác phẩm thực sự về sau. Bên kia cái chết, trong cõi đời đời, bạn sẽ trải qua một thời gian lâu dài hơn cuộc sống tại thế này. Trái đất chỉ là nơi chuẩn bị, là nhà trẻ, nơi thử nghiệm đời bạn cho cuộc sống vĩnh cửu. Đó chỉ là hồi tập dượt trước cuộc chơi, một vòng chạy khởi động trước cuộc đua. Cuộc sống này là sự chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Nhiều lắm là bạn sẽ sống đến 100 tuổi trên trái đất, nhưng bạn sẽ sống mãi mãi trong cõi đời đời. Thời gian của bạn trên trái đất, nói như Thomas Brown, chỉ là một ngoặc đơn bé tí tẹo trong cõi đời đời. Bạn được tạo dựng để tồn tại muôn đời. Kinh Thánh nói,
Thiên Chúa đã trồng vĩnh cửu trong trái tim con người. Tự bẩm sinh, bạn đã có bản năng khao khát một cuộc sống bất tử. Lý do là vì Thiên Chúa đã tác tạo bạn theo hình ảnh người để bạn sống trong vĩnh cửu. Mặc dầu chúng ta biết rõ mọi người đều phải chết, một cái chết xem ra vẫn bất thường và bất công. Lý do chúng ta cảm thấy phải sống đời đời chính là vì Thiên Chúa đã đặt để khát vọng đó bên trong mỗi người. Ngày kia, tim bạn sẽ ngừng đập. Đó là hồi kết của thân xác và thời hạn của bạn trên trái đất. Nhưng đó không phải là hồi kết của chính bạn. Thân xác tại thế chỉ là nơi tạm trú cho tinh thần. Kinh Thánh gọi thân xác của bạn là chiếc lều. Nhưng khi đề cập thân xác mai ngày của bạn thì coi đó là một ngôi nhà. Kinh Thánh nói: quả thật, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Đang khi cuộc sống trần gian cống hiến bao nhiêu chọn lựa, thì cuộc sống vĩnh cửu chỉ đưa ra hai điều: thiên đàng và hỏa ngục. Tương quan giữa bạn với Thiên Chúa trên trái đất sẽ quyết định tương quan giữa bạn với người trong cõi đời đời. Nếu bạn học biết yêu mến và tín thác vào Đức Giê-xu, Con Một của Người, bạn sẽ được mời vào chốn vĩnh cửu với người. Ngược lại, nếu bạn chối từ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ của Ngài, thì đời bạn sẽ sống xa cách Thiên Chúa. Lewis nói, có hai loại người. Những người nói với Thiên Chúa, ý Cha thể hiện, và những người để Thiên Chúa nói, được, vậy thì đường con cứ đi. Thảm thương thay, nhiều người chịu đựng cõi đời đời mà không có Thiên Chúa, vì họ đã chọn lối sống thiếu vắng người trên dương gian. Chỉ khi nào bạn hiểu được có một cuộc sống tràn đầy hơn, phong phú hơn so với cuộc sống hôm nay, lúc này, và nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là chuẩn bị cho vĩnh cửu, thì bạn sẽ bắt đầu sống một cách khác. Bạn sẽ bắt đầu sống trong ánh sáng vĩnh cửu, vốn sẽ soi chiếu cho bạn cách ứng xử với từng mối tương quan, từng bổn phận và từng hoàn cảnh. Bỗng nhiên, nhiều hoạt động, nhiều mục tiêu và ngay cả nhiều vấn đề xem ra quá quan trọng trước đây, nay trở thành vô tích sự, nhỏ mọn và không đáng quan tâm. Càng sống gần Thiên Chúa, mọi sự khác càng trở nên nhỏ bé. Sống trong ánh sáng vĩnh cửu, cách nhận định các giá trị của bạn cũng đổi thay. Bạn dùng thời giờ và tiền bạc khôn ngoan hơn. Bạn sẽ đặt ưu tiên cho các mối quan hệ và con người hơn, thay vì chỉ muốn nổi danh, giàu có, thành đạt và ngay cả các cuộc vui. Các ưu tiên của bạn được sắp xếp theo một trật tự khác, tỏ ra sành điệu, hợp thời trang và những gì tức thời khác giờ đây không là gì cả. Thánh Phaolô nói, nhưng những gì xưa kia tôi cho là có lợi thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Nếu thời gian trên trái đất là tất cả cho đời bạn, hẳn tôi đã thúc giục bạn tận hưởng ngay đi. Bận tâm chi đến việc sống thánh chết lành, cũng đừng lo nghĩ đến hậu quả của các hành động. Cứ nuông chiều bản thân với cái tôi làm trung tâm, bởi vì các hành động của bạn đâu có để lại hậu quả lâu dài. Thế nhưng, cái chết đâu phải là kết thúc của đời bạn. Điều này là mọi sự khác hẳn. Cái chết không phải là điểm dừng, nhưng là một chuyển tiếp để bạn đi vào cõi đời đời. Vì thế, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với mọi việc bạn làm trên trái đất. Mỗi hành động trong đời tựa phím đàn rung lên ngân vang tận vĩnh cửu. Tai họa lớn nhất của lối sống hôm nay là cách suy nghĩ ngắn ngủi.
Để có một cuộc sống tốt đẹp nhất, bạn phải giữ một cái nhìn liên lỉ về cõi vĩnh hằng trong tâm trí và phải ấp ủ các giá trị của nó trong tâm hồn. Cuộc sống ấy hơn hẳn cuộc sống hôm nay và lúc này. Hiện tại là chỏm băng trôi có thể nhìn thấy. Vĩnh cửu là tất cả những gì bạn không thấy bên dưới bề mặt ấy. Vậy thì sống trong cõi đời đời với Thiên Chúa sẽ như thế nào? Thẳng thắn mà nói, khả năng trí óc con người chúng ta không tài nào nắm bắt được sự kỳ diệu và cao cả của thiên đàng. Tựa như việc tìm cách giải thích Internet cho một con kiến. Thật vô ích. Ngôn ngữ không được phát minh để có thể truyền đạt kinh nghiệm cõi đời đời. Kinh Thánh nói, như đã chép, điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới. Đó lại là điều Thiên Chúa dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Tuy nhiên, trong lời của người, Thiên Chúa cũng cho chúng ta thoáng thấy vĩnh cửu. Chúng ta biết, ngay hôm nay, Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà đời đời. Trên thiên quốc, chúng ta sẽ được sum họp với những người thân yêu, là những tín hữu đã được giải thoát khỏi mọi khổ đau sầu muộn. Chúng ta được tưởng thưởng bởi lòng tín trung khi còn trên dương thế và được giao cho những công việc mà hẳn chúng ta sẽ vui thích làm. Chúng ta không ngã mình trên những vần mây với vần quan trên đầu, tay gãy đàn hạt. Chúng ta sẽ vui hưởng mối thân tình không bao giờ đổ vỡ với Thiên Chúa, và người sẽ vui sống với chúng ta mãi mãi. Ngày kia, Đức Giê-xu sẽ nói, nào, những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Lewis đã ghi lại ý niệm về cõi đời đời ở trang cuối trong cuốn Sử Biên Niên của Narnia. Loạt truyện giả tưởng 7 cuốn của ông dành cho thiếu nhi. Với chúng ta, đây là kết thúc của tất cả mọi câu chuyện. Nhưng với họ, đó mới là hồi đầu của câu chuyện thật. Cả cuộc đời họ trên thế gian này chỉ là tờ bìa và trang đầu đề. Cuối cùng rồi, họ cũng đã bắt đầu chương 1 của câu chuyện vĩ đại, vốn chưa một người nào trên trái đất từng đọc. Và họ sẽ tiếp tục đọc nó đời đời, mà mỗi chương sau đều tuyệt vời hơn chương trước. Thiên Chúa có một mục đích cho cuộc đời bạn trên trần gian, nhưng không kết thúc ở đó. Chương trình của người bao la hơn nhiều so với vài thập kỷ vắng vỏi mà bạn sẽ sống trên hành tinh này. Hơn cả cơ hội của một cuộc đời, Thiên Chúa còn trao tặng bạn cơ hội vượt quá cuộc đời. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Thời điểm duy nhất mà phần lớn người ta suy nghĩ về cõi đời đời là ở các đám tang. Nhưng những suy nghĩ này thường nông cạn, cảm tính và thiếu hiểu biết. Có thể bạn cho là bệnh hoạn khi nghĩ đến cái chết, nhưng thực ra cũng không lành mạnh khi sống mà phủ nhận nó và không nhìn nhận đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có người điên mới sống nhẫn nhơ, không cần chuẩn bị cho những gì mình biết chắc sẽ xảy ra. Vậy bạn phải suy nghĩ nhiều hơn đến cõi đời đời, đừng không hay biết. Như việc ở trong lòng mẹ 9 tháng, tự nó không phải là một kết thúc, nhưng đây là việc chuẩn bị cho một cuộc sống. Cũng thế, cuộc đời này là sự chuẩn bị cho đời sau. Nếu bạn sống thiết thân với Thiên Chúa qua Đức Giê-xu, bạn không cần phải sợ cái chết. Cái chết là cánh cửa đi vào cõi đời đời. Đó sẽ là giờ cuối cùng của khoảng thời gian dành cho bạn trên trái đất, nhưng không phải là giờ kết thúc của bạn. Thay vì đó là ngày kết thúc đời bạn, thì đó sẽ là ngày sinh nhật, ngày bạn đi vào cuộc sống đời đời. Tác giả Thư Do Thái nói,
vì trên đời này chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai. Sánh với cõi đời đời, thời gian chúng ta sống trên trái đất chỉ là một chớp mắt, nhưng những hậu quả của nó thì tồn tại muôn đời. Những việc làm của đời này là số phận của đời sau. Chúng ta cần nhận ra rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Nhiều năm trước đây, một khẩu hiệu khá phổ biến khích lệ mọi người sống mỗi ngày như ngày đầu tiên của cuộc đời còn lại. Thật vậy, hẳn là khôn ngoan khi sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng của đời bạn. Matthew Henry nói, công việc của mỗi ngày phải nhằm chuẩn bị cho ngày sau hết. Ngày thứ tư, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư. Sau cuộc sống hôm nay, lúc này còn có một cuộc sống tràn đầy hơn, phong phú hơn. Câu Kinh Thánh để nhớ. Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Câu hỏi để nghiền ngẫm. Vì được tạo dựng để sống đời đời, nên ngay hôm nay, điều gì tôi phải dừng và điều gì tôi phải bắt đầu? Ngày thứ năm, nhìn cuộc sống từ quan điểm của Thiên Chúa. Trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao, thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. Chúng ta không nhìn sự vật như chúng là, chúng ta nhìn chúng như chúng ta là. Cách bạn nhìn đời mình sẽ định hình đời bạn. Cách bạn định nghĩa cuộc đời quyết định số phận của bạn. Cách nhìn cuộc đời của bạn sẽ tác động đến cách bạn dùng thời giờ, tiền bạc, tài năng và đánh giá các mối tương quan. Cách tốt nhất để hiểu một người là hỏi họ, bạn nhìn đời mình thế nào? Với câu hỏi đó, bạn sẽ khám phá có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu câu trả lời khác nhau. Người ta nói với tôi, đời là một màn xiếc, một bãi mìn, một tàu lượn, một trò đố vui, một bản giao hưởng, một chuyến đi hay là một vũ khúc. Người ta còn nói, đời là một chiếc kèn kéo quân, lúc lên lúc xuống và có lúc bạn chỉ phải quay vòng vòng. Hay đời là một chiếc xe đạp với hộp số 10 tốc độ nhưng chúng ta không bao giờ dùng đến. Hay đời là một ván bài, bạn phải đánh xuống những con bài được chia. Nếu tôi hỏi bức tranh đời bạn ra sao, hình ảnh nào sẽ đến trong trí bạn? Hình ảnh đó sẽ là ẩn dụ cuộc đời của bạn. Dù ý thức hay không ý thức, đó là cái nhìn về cuộc sống mà bạn có trong trí. Đó là cách bạn mô tả cuộc sống và cũng là những gì bạn đang ước mong. Người ta thường thể hiện ẩn dụ đời mình ngang qua quần áo, nữ trang, xe cộ, kiểu tóc, những hình ảnh dán sau cán xe hay ngay cả những vết xăm. Những ẩn dụ không lời đó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bạn hơn bạn tưởng. Nó xác định những hoài bão, những giá trị, những mối tương quan, những mục tiêu và cả những ưu tiên của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn nhìn đời là một bữa tiệc, giá trị hàng đầu của bạn trong cuộc sống là vui chơi. Nếu bạn nhìn đời là cuộc đua, bạn sẽ coi trọng tốc độ và có lẽ phần lớn thời giờ của bạn là sống trong vội vã. Nếu nhìn đời là cuộc chạy đường trường, bạn sẽ đặt giá trị ở sự bền chí. Nếu nhìn đời là cuộc chiến hay một trò chơi, chiến thắng trở nên quan trọng đối với bạn.
Quan điểm của bạn về cuộc đời là gì? Có thể bạn đang xây dựng đời mình trên một ẩn dụ sống sai lạc. Để chu toàn những mục đích Thiên Chúa nhắm cho bạn, bạn phải thách thức cái quan niệm khôn ngoan cổ hủ, để thay vào đó những soi dẫn của Kinh Thánh về cuộc sống. Thánh Phaolô nói: "Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo." Kinh Thánh đưa ra ba ẩn dụ chỉ cho chúng ta cái nhìn của Thiên Chúa về cuộc sống. Cuộc sống là một thử nghiệm, một sự ủy thác và là một nhiệm vụ tạm thời. Ba ý tưởng này là nền tảng cho một đời sống có đích hướng. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét hai ý tưởng đầu và chương sau cho ý tưởng thứ ba. Cuộc sống trần gian là một thử nghiệm. Ẩn dụ cuộc sống này được tìm thấy ở các câu chuyện ngang qua toàn bộ Thánh Kinh. Thiên Chúa liên tục thử nghiệm tâm tánh, niềm tin, sự vâng phục, tâm tình yêu mến, đức chính trực và lòng trung thành của con người. Các từ ngữ thử thách, cám dỗ, thanh luyện và thử nghiệm được lặp đi lặp lại hơn 200 lần trong Kinh Thánh. Thiên Chúa thử Abraham khi đòi ông hiến tế Isaac con mình. Người thử Jacob khi ông phải làm việc thêm nhiều năm để cưới Rachel làm vợ. Adam và Eva không vượt qua được thử thách của họ ở vườn địa đàng. Và David đã hỏng trong vài trường hợp. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta nhiều mẫu gương đã vượt qua những thử thách lớn lao, như ông Giuse, bà Ruth, Esther và Daniel. Qua những thử thách, tâm tánh con người vừa triển nở, vừa bộc lộ, và như thế, tất cả cuộc sống là một thử nghiệm. Bạn luôn luôn bị thử thách. Thiên Chúa không ngừng chờ xem phản ứng đáp trả của bạn trước những con người, trước những vấn đề, những thành công, những xung đột, bệnh tật, thất vọng và ngay cả những đổi thay của thời tiết. Người xem xét ngay cả những việc giản dị nhất, như khi bạn mở cửa cho một ai đó, khi bạn cúi xuống nhặt một cọng rác, hay khi bạn nhã nhặn với người thư ký hoặc người hầu. Không ai biết tất cả những thử thách mà Thiên Chúa sẽ dành cho bạn. Nhưng dựa vào Kinh Thánh, chúng ta có thể tiên đoán đôi điều. Bạn sẽ chịu thử thách bởi những thay đổi lớn, những lời hứa chậm thực hiện, những vấn đề nan giải, những lời cầu xin không được đáp ứng, những phê bình bất công hoặc cả những thảm họa vô nghĩa. Trong đời tôi để ý thấy rằng Thiên Chúa thử thách lòng tin của tôi qua những vấn nạn, thử thách lòng cậy trông của tôi qua việc tôi dùng của cải, và thử thách lòng yêu mến của tôi ngang qua những con người. Một thử thách tối quan trọng khác là bạn sẽ phản ứng thế nào khi không cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Một đôi khi, Thiên Chúa chủ ý rút lui và chúng ta không còn cảm nhận được sự gần gũi của người. Một vị vua tên là Hezekiah đã cảm nhận thử thách này. Kinh Thánh nói, Thiên Chúa đã bỏ rơi vua để xem lòng dạ vua thế nào. Vua đã sống một tình bạn khăng khít với Chúa. Nhưng vào thời điểm cam go nhất đời ông, người lại bỏ rơi ông để xem coi lòng dạ ông, cho ông thấy sự yếu đuối của mình và chuẩn bị ông cho những trách nhiệm lớn lao hơn. Một khi hiểu cuộc sống là một thử thách, bạn sẽ nhận ra rằng không gì là không có ý nghĩa trong đời bạn. Ngay cả một biến cố nhỏ nhất cũng có ý nghĩa cho sự triển nở nhân cách của bạn. Mỗi ngày sống là một ngày quan trọng. Mỗi giây phút là một cơ hội trưởng thành, để bạn trầm lắng hơn, để bạn thể hiện lòng yêu mến
hoặc để biết tựa nương vào Thiên Chúa hơn. Có những thử thách xem ra không thể vượt qua, đang khi cũng có những thử thách chẳng đáng cho bạn quan tâm. Nhưng tất cả chúng đều có ý nghĩa đời đời. Thật đáng mừng là Thiên Chúa muốn bạn vượt qua mọi thử thách trong đời, nên Người không bao giờ cho phép những thử thách bạn đương đầu lớn hơn những ân huệ Người ban, hầu bạn chế ngự chúng. Thánh Phaolô nói: không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng. Mỗi khi bạn vượt qua thử thách, Thiên Chúa đều ghi nhận và dự liệu phần thưởng cho bạn trong cõi đời đời. Thánh Gia-cô-bê nói: phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người. Cuộc sống trên trần gian là một ủy thác. Đây là ẩn dụ thứ hai của Kinh Thánh về cuộc sống. Thời gian của chúng ta trên trái đất, cùng với năng lực, trí thông minh, cơ hội và các mối tương quan, cùng những nguồn lực khác, đều là những quà tặng Thiên Chúa đã tin tưởng, ủy thác để chúng ta trông coi và quản lý. Chúng ta là những quản gia về tất cả những gì Chúa ban. Ý niệm về sứ mạng quản gia này khởi đầu từ nhận thức rằng Thiên Chúa là chủ của tất cả mọi sự và mọi người trên trái đất. Thánh Vịnh 24 nói: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Chúng ta thực sự không bao giờ làm chủ một chút gì suốt cuộc sống vắng vỏi trên trần gian. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta mượn tạm khi chúng ta còn ở đây. Đó là tài sản của Người trước khi bạn đến, và Người sẽ cho một ai đó mượn sau khi bạn qua đời. Bạn chỉ vui hưởng nó trong một thời gian. Khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa ủy thác mọi thọ tạo của Người cho hai ông bà và chỉ định họ làm những người trông coi tài sản Người giao. Sách Sáng Thế nói: Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Công việc đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người là quản lý và chăm sóc những thứ lỉnh kỉnh của Người trên trái đất. Vai trò này chưa bao giờ được rút lại. Đó là một phần mục đích của chúng ta hôm nay. Mọi sự chúng ta vui hưởng phải được coi như một ủy thác mà Thiên Chúa đặt vào tay chúng ta. Thánh Phaolô nói: thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vinh vang như thể đã không nhận lãnh? Cách đây vài năm, một đôi vợ chồng để chúng tôi sử dụng căn nhà tuyệt đẹp nhìn ra biển ở Hawaii trong kỳ hè. Đó là một cơ hội mà trước đây vợ chồng tôi không bao giờ trang trải nổi. Chúng tôi tận hưởng dịp may đó. Họ nói với chúng tôi: hãy coi nó như của hai bạn. Và thế là chúng tôi đã tận dụng. Chúng tôi vẫy vùng trong hồ bơi, ngấu nghiến những thứ trong tủ lạnh, dùng những khăn tắm và chén đĩa, hoặc ngay cả nhảy nhún trên giường thật vui nhộn. Nhưng cả hai đều ý thức tất cả những vật dụng ấy thật sự không là của chúng tôi, nên chúng tôi cẩn thận trông coi mọi thứ cách đặc biệt. Chúng tôi vui hưởng những tiện nghi khi sử dụng ngôi nhà, chứ không làm chủ nó. Văn hóa chúng ta thường nói: cha chung không ai khóc. Nhưng người Kitô hữu phải sống theo một tiêu chuẩn cao hơn. Bởi Thiên Chúa làm chủ nó, nên tôi phải giữ gìn nó hết sức có thể.
người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đức Giêsu cũng thường đề cập cuộc sống như một ủy thác, và Ngài đã kể nhiều mẫu chuyện minh họa cho trách nhiệm này đối với Thiên Chúa. Trong dụ ngôn những nén bạc, ông chủ ủy thác tài sản của mình cho các tôi tớ khi đi xa. Lúc trở về, ông đánh giá trách nhiệm và thưởng cho họ tùy theo mỗi người. Ông nói với người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." Cũng thế, vào ngày cuối đời của bạn trên trần gian, bạn cũng sẽ được đánh giá và khen thưởng tùy vào việc bạn có khéo quản lý những gì Thiên Chúa đã ủy thác cho bạn hay không. Nghĩa là tất cả mọi việc bạn làm, cả những việc vụn vặt mỗi ngày, đều mang một ý nghĩa đời đời. Nếu bạn đón nhận mọi sự như một sự ủy thác, Thiên Chúa sẽ hứa ba phần thưởng cho bạn trong cõi đời đời. Trước hết, bạn sẽ được sự xác nhận của Thiên Chúa. Người sẽ nói: "Tốt lắm, được lắm." Tiếp đến, bạn sẽ được cất nhắc và được trao trách nhiệm lớn hơn: "Ta sẽ trao cho ngươi nhiều việc hơn." Sau đó, bạn sẽ được vinh dự với lời chúc khen: "Hãy đến và chia sẻ niềm vui của chủ ngươi." Nhiều người không biết rằng tiền bạc vừa là một thử nghiệm, vừa là một sự ủy thác đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng tài chánh để dạy chúng ta tính thác vào người. Và với nhiều người, tiền bạc là thử thách lớn nhất trong các thử thách. Thiên Chúa xem cách chúng ta dùng tiền bạc để trắc nghiệm chúng ta có đáng tín nhiệm không. Đức Giêsu nói: "Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?" Đây là một chân lý hết sức quan trọng. Thiên Chúa cho biết có một mối liên hệ trực tiếp giữa cách dùng tiền bạc và phẩm chất đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi quản lý tiền bạc của cải trần gian làm sao sẽ định mức Thiên Chúa có thể ủy thác của cải phần hồn, của cải đích thực cho tôi làm vậy. Tôi xin hỏi bạn, cách quản lý tiền bạc của bạn có ngăn cản Thiên Chúa thực hiện nhiều điều hơn trong cuộc đời bạn không? Bạn có đáng tín nhiệm để được ủy thác những của cải thiêng liêng không? Đức Giêsu nói: "Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn." Cuộc đời là một thử nghiệm và là một ủy thác. Trao cho bạn nhiều bao nhiêu, trách nhiệm Thiên Chúa mong chờ nơi bạn càng lớn bấy nhiêu. Ngày thứ năm, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: cuộc sống vừa là một thử nghiệm, vừa là một ủy thác. Câu kinh thánh để nhớ: ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Câu hỏi để nghiền ngẫm: điều gì vừa xảy đến cho tôi mà nay tôi mới biết đó là một thử nghiệm của Thiên Chúa? Điều lớn lao nhất Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi là gì? Ngày thứ sáu, cuộc sống là một nhiệm vụ tạm thời. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ở trên đời, con là thân lữ khách. Cuộc sống trên trần gian là một nhiệm vụ tạm thời. Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều ẩn dụ dạy cho biết tính chất ngắn ngủi, tạm bợ và chóng qua của cuộc sống trên trần gian.
đời người được mô tả như một hạt sương, một người chạy nhanh, một hơi thở, một làn khói. Kinh Thánh nói, cuộc đời chúng ta trên dương thế chẳng khác gì bóng câu. Để sử dụng đời mình cách tốt nhất, bạn đừng bao giờ quên hai chân lý này. Thứ nhất, nếu đem so với cõi đời đời, cuộc sống hôm nay quá sức ngắn ngủi. Thứ hai, trần gian chỉ là nơi tạm trú, bạn không sống lâu ở đây, thế nên đừng quá bám víu vào nó. Hãy xin Thiên Chúa cho bạn biết nhìn cuộc sống trên trái đất như người nhìn nó. Vua David đã cầu nguyện, lạy Chúa, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại khi so sánh cuộc sống trần gian như là cuộc sống tạm thời trên đất khách quê người. Đây không phải là căn nhà thường xuyên, cũng không là điểm dừng chân cuối cùng của bạn. Bạn chỉ đi ngang qua, ghé thăm trái đất mà thôi. Kinh Thánh sử dụng những từ ngữ như người khách lạ, người hành hương, người ngoại quốc, người xa lạ, người khách, người đi đường để mô tả sự lưu lại ngắn ngủi trên trái đất. Vua David nói, ở trên đời con là thân lữ khách. Và Thánh Phêrô giải thích, vậy nếu anh em gọi người là cha thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Tại California, nơi tôi đang sống, nhiều người từ những miền khác nhau trên thế giới đến làm việc, nhưng họ vẫn là công dân của đất nước họ. Họ buộc phải có một thẻ đăng ký du khách, gọi là thẻ xanh, để được làm việc tại đây, mặc dù họ không phải là những công dân Hoa Kỳ. Các Kitô hữu cũng cần một thẻ xanh thiêng liêng như vậy để nhắc cho mình là công dân nước trời. Thiên Chúa nói, con cái của người phải nghĩ về cuộc đời một cách khác với cách suy nghĩ của những người không tin. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Những kẻ có đức tin thật sự thì hiểu rằng, ngoài cuộc sống của những năm vắng vỏi trên trần gian, sẽ còn có một cuộc sống tràn đầy hơn, phong phú hơn. Lai lịch của bạn ở cõi đời đời và quê hương của bạn là thiên đàng. Một khi nắm được chân lý này, bạn sẽ không còn lo lắng có đủ mọi sự trên trần gian. Thiên Chúa thẳng thắn nói đến hiểm họa của lối sống thực dụng trước mắt khi chúng ta lấy những giá trị, những ưu tiên cùng với lối sống của thế giới chung quanh làm của mình. Khi chúng ta đùa cợt với những cám dỗ của thế gian, Thiên Chúa gọi đó là ngoại tình thiêng liêng. Thánh Gia-cô-bê nói, hỡi những kẻ ngoại tình, các người không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng, nếu vì tổ quốc mình mà bạn được yêu cầu làm đại sứ tại một đất nước thù nghịch, hẳn bạn phải học tiếng nói và thích nghi một vài phong tục cùng những khác biệt văn hóa của họ để trở nên lịch lãm mà hoàn thành nhiệm vụ. Với tư cách đại sứ, bạn không thể tách mình khỏi kẻ thù. Để hoàn thành sứ mạng, bạn phải tiếp xúc và liên hệ với họ. Nhưng giả thiết bạn trở nên quá thích ứng với xứ lạ quê người, đến nỗi yêu mến nó và thiết tha với nó hơn chính quê hương mình, lòng trung thành và cam kết của bạn đổi thay, vai trò đại sứ của bạn hẳn sẽ đi đến chỗ thỏa hiệp, nhượng bộ. Thay vì đại diện cho quốc gia mình, bạn lại bắt đầu hành động như một kẻ thù và trở thành kẻ phản bội. Kinh Thánh nói, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô. Buồn thay,
không ít Kitô hữu đã phản bội đức vua và vương quốc người. Họ kết luận một cách khờ khạo rằng bởi vì họ sống trên đất nên đất là quê hương của họ. Không phải thế, lời Kinh Thánh thật hiển nhiên. Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành. Tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Thiên Chúa cảnh báo chúng ta đừng quá bám dính vào những gì chung quanh, vì chúng thật tạm thời. Thánh Phaolô căn dặn, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. So với những thế kỷ qua, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay đối với thế giới các nước phương Tây. Chúng ta được giải trí, được tiêu khiển và được các dịch vụ cung ứng mọi thứ. Với tất cả hấp dẫn đầy tưởng tượng, những phương tiện truyền thông mê hoặc và bao mời mọc hưởng thụ trong tầm tay ngày nay, con người rất dễ quên rằng việc tìm kiếm hạnh phúc không nằm ở những gì thuộc thế giới này. Chỉ khi nào chúng ta nhớ rằng cuộc sống là một thử nghiệm, một sự ủy thác và là một trách nhiệm tạm thời, thì lúc đó những trói buộc này mới buông khỏi cuộc sống chúng ta. Chúng ta đang chuẩn bị cho một điều gì đó cao cả hơn. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Chính vì thế gian không phải là quê hương tối thượng, nên thật dễ hiểu khi biết rằng là những người theo Đức Giêsu, chúng ta thường cảm nghiệm những khó khăn, đau buồn và từ hước của thế gian này. Đồng thời, nó cũng giải thích tại sao một vài lời hứa của Thiên Chúa xem ra chưa được thực hiện, một vài lời cầu không được đáp trả, và một vài hoàn cảnh xem ra bất công. Nhưng chuyện đã kết thúc đâu? Để chúng ta khỏi quá bám dính thế gian, Thiên Chúa để chúng ta cảm nhận một vài bất ưng và không thỏa lòng trong cuộc sống. Những khắc khoải chờ mong vốn không bao giờ được no thỏa ngoài cõi đời đời. Chúng ta không bao giờ hạnh phúc thật sự trên trần gian, bởi lẽ chúng ta không được định để ở đây. Trần gian không là ngôi nhà sau cùng của mỗi người. Chúng ta được tạo dựng cho một điều gì đó cao cả hơn. Con cá sẽ không bao giờ vui thích khi sống trên đất, bởi nó được tạo dựng để sống trong nước. Con đại bàng không bao giờ cảm thấy hài lòng khi không được bay lên. Bạn cũng sẽ không bao giờ thỏa mãn trên dương gian này, vì bạn được tạo dựng không chỉ cho thế gian. Bạn sẽ có những giây phút hạnh phúc ở thế gian, nhưng làm sao có thể sánh với những gì Thiên Chúa đã dự liệu cho bạn? Nhận thức cuộc sống trên trần gian chỉ là nhiệm vụ tạm thời sẽ làm thay đổi tận căn cách bạn nhìn các giá trị. Các giá trị vĩnh cửu, chứ không phải những giá trị tạm thời, sẽ trở nên những yếu tố định đoạt cho những quyết định của bạn. Như Lewis nhận xét, tất cả những gì không vĩnh cửu sẽ đời đời vô dụng. Thánh Phaolô nói, vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Điều gì đang định hướng cuộc đời bạn? Thật là sai lầm chết người khi cho rằng mục đích của Thiên Chúa dành cho đời bạn là thịnh vượng vật chất hay thành công, nổi tiếng như thế gian đánh giá. Cuộc sống đầy tràn không liên quan gì đến việc dư đầy vật chất cả. Và lòng trung tín đối với Thiên Chúa không bảo đảm cho thành công trong nghề nghiệp hoặc ngay cả trong một sứ vụ Chúa trao. Đừng bao giờ chú tâm đến những vương miện tạm thời. Thánh Phaolô thật trung tín, vậy mà Ngài chịu cảnh tù đầy. Gioan Tẩy Giả cũng tín trung, nhưng lại bị chém đầu. Hàng triệu tín hữu kiên trung tử vì đạo, mất hết mọi sự,
hay chết đi với hai bàn tay trắng đã chứng minh điều đó. Nhưng tận cùng của cuộc sống đâu phải là cùng tận. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, những anh hùng đức tin cao cả nhất không phải là những người có nhiều của cải, thành công và uy quyền trong cuộc đời này, nhưng đó là những người coi cuộc sống như là một nhiệm vụ tạm thời, trung thành phục vụ và ngóng trông phần thưởng đã hứa cho họ trong cõi đời sau. Kinh Thánh nói điều này khi gợi lên hình ảnh thành đô của Thiên Chúa. Tất cả các ngài đã chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Thời gian của bạn trên trái đất đâu phải là toàn bộ câu chuyện đời bạn. Phải đợi khi đến thiên đàng, bạn mới đọc được những chương còn lại. Bạn cần có đức tin để sống trên trần gian như một lữ khách. Một câu chuyện xưa nói đến nhà truyền giáo kia ở tuổi hưu trở về nước Mỹ cùng chuyến tàu với vị tổng thống. Nào là những đám đông hò reo, nào là ban quân nhạc, thảm đỏ, biểu ngữ và máy phóng thanh chào đón vị tổng thống trở về. Đang khi nhà truyền giáo rời tàu mà không ai ngó ngàng tới, cảm thấy xấu hổ, tủi hờn, ông bắt đầu phàn nàn với Chúa. Chúa nhẹ nhàng bảo ông: "Nhưng con ơi, con đã về đến nhà đâu?" Ở trên thiên đàng chưa được 2 giây, bạn sẽ la lên: "Tại sao tôi lại quá chú trọng đến những gì quá ư là tạm bợ như thế? Tôi đã nghĩ gì? Tại sao tôi lại lãng phí quá nhiều thời giờ, sức lực và bận tâm đến những cái chóng qua đến như vậy?" Khi cuộc sống trở nên khó khăn, khi bạn bị ngập chìm trong nghi ngờ, hoặc khi bạn tự hỏi việc sống cho Đức Kitô liệu có đáng để bạn nỗ lực không, hãy nhớ rằng bạn chưa về nhà. Giờ chết đến, đó cũng không phải lúc bạn rời nhà, nhưng đó là lúc bạn sẽ về nhà. Ngày thứ 6, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: thế giới này đâu phải là nhà của tôi. Câu kinh thánh để nhớ: vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Câu hỏi để nghiền ngẫm: cuộc sống trần gian chỉ là một nhiệm vụ tạm thời. Làm sao sự kiện này có thể thay đổi cách sống của tôi ngay hôm nay? Ngày thứ 7, lý do của mọi sự. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Mọi việc Thiên Chúa làm đều có cùng đích riêng. Tất cả đều quy về Chúa. Mục đích tối thượng của vũ trụ là tỏ bày vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho vinh quang người. Không có vinh quang người sẽ không có gì cả. Vinh quang Thiên Chúa là gì? Vinh quang Thiên Chúa là chính Chúa. Đó là cốt lõi của bản tính người, là trọng lượng của tầm quan trọng nơi người, là ánh hào quang của người, là sự thể hiện quyền năng và là bầu khí tràn đầy sự hiện diện của người. Vinh quang Thiên Chúa chính là sự tỏ bày lòng nhân lành của người cùng tất cả phẩm tính nội tại khác, những phẩm tính đời đời của người.
vinh quang Thiên Chúa ở đâu? Hãy nhìn chung quanh. Mọi vật được tác thành bởi Thiên Chúa phản ánh vinh quang người theo nhiều cách. Chúng ta thấy vinh quang người khắp mọi nơi, từ một mầm sống trong kính hiển vi đến dải thiên hà bất tận, từ những buổi hoàng hôn, những vì tinh tú, đến những cơn giông cùng bốn mùa thu đông xuân hạ. Tạo vật tỏ bày vinh quang của đấng tạo thành. Qua thiên nhiên, chúng ta biết Thiên Chúa quyền năng, người thích sự phong phú, yêu vẻ đẹp, có tổ chức, đầy khôn ngoan và sáng tạo. Kinh Thánh nói, trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa tỏ bày vinh quang người cho nhân loại bằng nhiều cách. Đầu tiên, người mặc khải vinh quang người trong vườn địa đàng. Kế đến với Môi-se trong nhà giao ước, trong đền thờ, sau đó là mặc khải qua Đức Giê-xu và nay qua Hội Thánh. Vinh quang đó được miêu tả như ngọn lửa thiêu rụi, cột mây, sấm chớp, làn khói và ánh chói lòa. Trên thiên đàng, vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng chiếu soi tất cả. Kinh Thánh nói, thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Vinh quang Thiên Chúa được nhận biết tỏ tường nhất nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Ngài là ánh sáng thế gian, sáng ngời bản tính Thiên Chúa. Với Đức Giê-xu Ki-tô, chúng ta không còn ở trong tối tăm khi tìm biết Thiên Chúa là đấng thật sự như thế nào. Kinh Thánh nói, vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. Đức Ki-tô đã đến trần gian, nhờ đó chúng ta có thể hiểu biết vinh quang Thiên Chúa cách trọn vẹn. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Vinh quang hằng hữu của Thiên Chúa là những gì Người có, bởi Người là Thiên Chúa. Vinh quang đó là bản tính của Người. Chúng ta không thể thêm bất cứ điều gì vào vinh quang này, cũng như không thể làm cho mặt trời rạng ngời hơn. Nhưng chúng ta được lệnh phải nhìn nhận vinh quang Người, làm vinh danh vinh quang Người, công bố vinh quang Người, thờ lạy vinh quang Người, phản ánh vinh quang Người và sống vì vinh quang Người. Tại sao? Vì Thiên Chúa đáng được như vậy. Chúng ta mắc nợ Người mọi vinh dự mà chúng ta có thể trao cho Người. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự, nên Người xứng đáng lãnh nhận tất cả mọi vinh quang. Kinh Thánh nói, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật. Trong toàn cõi vũ trụ, chỉ có hai loài tạo thành của Thiên Chúa không mang lại vinh quang cho Người: các thiên thần sa ngã, ma quỷ và chúng ta, loài người khi phạm tội. Mọi tội lỗi tự căn rễ của nó là không làm vinh danh Thiên Chúa. Đó là việc yêu chuộng mọi thứ khác hơn chính Người. Từ chối mang lại vinh quang cho Thiên Chúa là sự phản nghịch kiêu ngạo. Đó là tội đưa đến sa ngã của Satan và của cả chúng ta. Bằng nhiều cách khác nhau, tất cả chúng ta sống vì vinh quang chính mình, chứ không phải vinh quang Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Từ cuộc sống mỗi người, không ai trong chúng ta đã làm vinh danh Thiên Chúa trọn vẹn như Người đáng được. Đây là tội lớn nhất và cũng là một sai lầm lớn nhất chúng ta mắc phải. Đàng khác, sống cho vinh quang Chúa là thành công lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Kinh Thánh nói, đó là tất cả những người mang danh ta
đã được ta tạo dựng, nắng thành hình và làm nên, cho danh ta rạng ngời, vinh hiển. Vì thế, sống cho vinh quang Thiên Chúa phải là mục đích tối hậu của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tôi có thể làm vinh danh Chúa cách nào? Đức Giê-xu nói với Chúa Cha: Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm. Đức Giê-xu đã làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách chu toàn mục đích của Ngài trên trái đất. Chúng ta cũng làm vinh danh Chúa bằng cách ấy. Khi một tạo vật chu toàn mục đích của mình, nó làm vinh danh Thiên Chúa. Chim trời làm vinh danh Chúa khi bay lượn, ca hát, làm tổ và làm những việc của loài chim như Thiên Chúa nhắm đến. Ngay cả loài kiến chậm chạp cũng làm vinh danh Thiên Chúa khi chúng hoàn tất mục đích mà chúng được tạo thành. Thiên Chúa tạo dựng con kiến để trở thành kiến. Người tạo dựng bạn để bạn là chính bạn. Thánh Irene nói: Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động, đầy tràn. Có nhiều cách để làm vinh danh Chúa. Chúng ta có thể tóm lược vào 5 mục đích của Người dành cho đời mình. Phần còn lại của cuốn sách sẽ được dành để xem xét kỹ lưỡng 5 mục đích này. Nhưng trước hết, chúng ta cần có một cái nhìn tổng lược. Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc thờ phượng Người. Thờ phượng là bổn phận đầu tiên của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa bằng cách tận hưởng Người. Lewis nói: Khi đòi hỏi chúng ta làm vinh danh Người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tận hưởng Người. Chúa muốn việc thờ phượng của chúng ta phải được thúc đẩy bởi tình yêu, lòng cảm tạ và niềm vui sướng, chứ không phải là bổn phận. John Piper nói: Thiên Chúa được vinh quang nhất trong chúng ta khi chúng ta được no thỏa nhất trong Người. Thờ phượng vượt trội ngợi ca, sướng hát và cầu xin. Thờ phượng là một lối sống tận hưởng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và tận hiến chính mình cho mục đích của Người. Khi dùng đời mình chỉ để làm vinh danh Chúa, mọi việc bạn làm đều có thể trở nên hành vi thờ phượng. Thánh Phaolô nói: Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách yêu thương anh chị em mình. Khi được tái sinh, bạn đã trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa. Theo Đức Kitô, không chỉ tin nhưng còn là thuộc về và học biết yêu mến gia đình của Thiên Chúa. Thánh Gioan viết: Chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Thánh Phaolô nói: Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Trách nhiệm của bạn là học biết cách yêu thương như Chúa yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu và điều đó tôn vinh Người. Đức Giê-xu nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc trở nên giống Đức Kitô. Một khi được sinh ra trong gia đình Thiên Chúa, Người muốn chúng ta lớn lên đến mức trưởng thành thiêng liêng. Trưởng thành thiêng liêng là sao? Là trở nên giống Đức Giê-xu trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Càng triển nở để nên giống con người Đức Giê-xu, bạn càng làm vinh danh Thiên Chúa. Tất cả chúng ta mặc không che màng, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương. Như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó.
ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là thần khí. Thiên Chúa ban cho chúng ta đời sống mới và bản tính mới khi chúng ta đón nhận Đức Kitô. Giờ đây, với những ngày còn lại của bạn trên trái đất, Thiên Chúa muốn tiếp tục tiến trình đổi mới con người bạn. Thánh Phaolô nói, như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng việc phục vụ và trao ban. Nhờ Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được thiết kế một cách độc nhất vô nhị với những tài năng, quà tặng, năng khiếu và khả năng khác nhau. Cách thức bạn được uốn đúc không phải là ngẫu nhiên. Thiên Chúa không ban cho bạn nhiều khả năng nhằm cho những mục đích ích kỷ. Chúng được trao tặng để bạn sinh ích cho người khác, cũng như những người khác được trao tặng những khả năng để sinh ích cho bạn. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúng ta làm vinh danh Chúa bằng cách nói cho người khác về Người. Thiên Chúa không muốn mục đích và tình yêu người mãi là một bí mật. Một khi chúng ta biết được chân lý này, Người muốn chúng ta chia sẻ nó cho những người khác. Đây là một đặc ân cao cả, đặc ân đem những người khác đến với Đức Giêsu bằng cách giúp họ khám phá mục đích đời họ và chuẩn bị họ cho số phận đời đời của họ mai này. Ân sủng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh Người. Đâu là lẽ sống của bạn? Sống những ngày còn lại của đời bạn cho vinh quang Chúa đòi hỏi một sự đổi thay những ưu tiên, thời biểu, các mối tương quan của bạn và mọi thứ khác. Đôi khi nó có nghĩa là bạn phải lựa chọn con đường cam go thay vì dễ dàng. Cả Đức Giêsu cũng phải chiến đấu với điều này. Biết rằng mình sắp chịu đóng đinh, Ngài kêu lớn tiếng: "Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha." Đức Giêsu cũng đã đứng giữa ngã ba đường. Ngài sẽ hoàn thành mục đích đời mình và làm vinh danh Chúa Cha, hay sẽ rút lui và sống một cuộc sống an nhàn, quy về bản thân. Bạn cũng đương đầu với một lựa chọn đó. Bạn sẽ sống cho những mục đích, tiện nghi, vui thú riêng của bạn, hay bạn sẽ sống những ngày còn lại cho vinh quang Chúa, khi biết rằng Người sẽ hứa ban những phần thưởng đời đời. Đức Giêsu nói, ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ sống cho ai? Cho bản thân hay cho Thiên Chúa? Hẳn bạn sẽ do dự, không biết liệu có đủ sức để sống cho Chúa không. Đừng lo, Thiên Chúa sẽ ban cho bạn những gì cần thiết nếu bạn chọn sống cho một mình Người. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta, ngay bây giờ, Thiên Chúa đang mời gọi bạn sống cho vinh quang Người bằng cách hoàn thành những mục đích Người đã hoạch định khi tạo thành bạn. Đó mới thực là cách sống duy nhất. Mọi thứ khác chỉ đơn thuần hiện hữu.
cuộc sống thật bắt đầu bằng việc gắn bó trọn chính bản thân với Đức Giêsu. Nếu bạn không chắc mình đã làm điều đó chưa, thì tất cả những gì bạn cần là đón nhận và tin. Kinh Thánh nói, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Bạn có chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa không? Trước hết, hãy tin. Hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương bạn và tạo dựng bạn cho những mục đích của Người. Hãy tin rằng bạn không phải là một ngẫu nhiên. Hãy tin rằng bạn được tạo dựng để sống đời đời. Hãy tin rằng Thiên Chúa chọn bạn để bạn sống thiết thân với Đức Giêsu, Đấng đã chết trên thập giá cho bạn. Hãy tin rằng dẫu bạn làm gì đi nữa thì Thiên Chúa cũng muốn tha thứ cho bạn. Thứ hai, hãy đón nhận. Hãy đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời bạn như là Chúa và là Đấng cứu độ bạn. Hãy đón nhận sự tha thứ của Ngài đối với các tội lỗi của bạn. Hãy đón nhận Thánh Thần của Ngài, Đấng sẽ ban cho bạn sức mạnh để bạn hoàn thành mục đích đời mình. Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời. Dù đang đọc những lời này ở đâu, tôi cũng xin mời bạn cúi đầu và lặng lẽ thì thầm lời nguyện vốn sẽ thay đổi cõi đời đời của bạn. Lạy Đức Giêsu, con tin Ngài và con đón nhận Ngài. Bạn hãy làm đi. Nếu bạn thật lòng với lời nguyện đó, xin chúc mừng bạn. Mừng bạn sum họp với gia đình Thiên Chúa. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng để khám phá và bắt đầu sống cho mục đích của Người dành cho đời bạn. Tôi khuyến khích bạn nói điều đó cho người khác nữa. Bạn sẽ cần đến sự trợ giúp. Nếu bạn gửi email cho tôi sẽ gửi cho bạn tập sách mỏng tôi viết, tựa đề Những bước đầu tiên của bạn cho sự trưởng thành thiêng liêng. Ngày thứ bảy, nghĩ về mục đích đời tôi. Điểm để suy tư: tất cả đều quy về Chúa. Câu Kinh Thánh để nhớ: vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Câu hỏi để nghiền ngẫm: trong cuộc sống thường ngày, nơi đâu tôi có thể nhận biết vinh quang Thiên Chúa dễ dàng hơn? Hãy lắng nghe thanh âm tươi đẹp và cùng chúng xây vườn sách mới cho mỗi người. Vườn xanh audiobook, sách nói cho mọi người.